Xin kính chào quý vị và các bạn. Bão Yin Sinh có thể đi vào Biển Đông vào cuối tuần này. Còn ở Trung Bộ, dự báo mưa lớn sẽ kéo dài cho đến thứ năm tuần này. Cùng với Đà Nẵng, Quảng Nam thì Quảng Bình cũng là nơi có mưa rất lớn trong ngày hôm nay. Huyện Tuyên Hóa là nơi có mưa lớn nhất. Nhiều nơi đã mưa gần 300 đến hơn 500mm. Mưa quá lớn khiến lũ trên sông Danh lên nhanh gây ngập úng vùng trũng thấp, khiến cho hàng chục hộ dân phải di rời. Dự kiến đến tối và đêm nay, lũ sẽ tiếp tục lên. Tại trạm Mai Hóa trên sông Danh có thể xấp xỉ ở mức báo động 3. Cảnh báo ngập lụt ở các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch hay thị xã Ba Đồn. Các sông khác ở Quảng Bình từ nay đến ngày 9 tháng 11, lũ cũng sẽ lên mức đỉnh từ báo động 2 đến báo động 3. Còn lại các sông ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, lũ sẽ lên mức báo động 1 đến trên mức báo động 2. Vì gió đông bắc của không khí lạnh, cùng với gió đông ở trên cao vẫn đang hoạt động mạnh, dồn ẩm và gây mưa cho khu vực Trung Bộ. Đêm nay đến sáng mai, vùng mưa sẽ tập trung ở Hà Tĩnh xuống đến Bình Định. Có nơi mưa rất to vượt 300mm, nguy cơ rất cao gây ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu đô thị. Từ trưa mai đến ngày 7 tháng 11, khả năng vùng mưa sẽ dịch xuống khu vực từ Quảng Trị cho đến Khánh Hòa. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông vào chiều và tối mai, có nơi mưa to, tiềm ẩn với lốc sét và gió giật nguy hiểm. Trở ra Bắc Bộ, đêm nay trời lạnh, đồng bằng có mưa vài nơi. Còn sang ngày mai, trời vẫn sẽ nhiều mây với nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các nơi khác sẽ không vượt quá 29 độ C. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa ít mưa nhưng có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Huyện đảo Trường Sa tiếp tục có mưa dông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Và có bản tin là phần dự báo cho các khu vực khác trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.